Các em thân mến, thầy lại tiếp tục với vấn đề lý thuyết để nó phục vụ cho quá trình thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu của chúng ta. Qua các bài học tới càng sinh động thêm, thì thầy sẽ đưa ra một khái niệm đầu tiên. Các em ghi cho thầy là khái niệm là phụ thuộc hàm tối thiểu. Chúng ta ghi là A, khái niệm về phụ thuộc hàm tối thiểu. Cái này nó sẽ khác với cái kia như nào? Tối thiểu nhá. Sau này chúng ta thành lập các bảng thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ. Phụ thuộc hàm tối thiểu của nó có các vấn đề như sau. Thứ nhất, các em ghi cho thầy mỗi vế phải của phụ thuộc hàm F chỉ có một thuộc tính. Cái này khác nhá, khác với cái kia là mỗi vế phải của phụ thuộc hàm F chỉ có một thuộc tính. Các em ghi đấy cho thầy. Thầy lấy ví dụ như sau. Ví dụ khái niệm về F chúng ta có F ở đây là bằng ví dụ như là A suy ra B hay A xác định B. Đấy, thì đây là một cái phụ thuộc hàm. Ví dụ như sau. Ví dụ như là mã hồ sơ suy ra sơ yếu nhé. Thế thì cái sơ yếu này nó bao gồm có rất nhiều thuộc tính như này. Ví dụ như là họ tên, tuổi, quê, quê này, bố này, mẹ này, anh chị em này, rồi trình độ này, trình độ văn hóa này, vân vân. Đấy, thế thì cái sơ yếu này nó là một cái thuộc tính lớn, tức là thuộc tính này là có nhiều thuộc tính con để gộp lại, nhưng cái phụ thuộc hàm tối thiểu của chúng ta chỉ có một thuộc tính. Ví dụ như thầy nói về quê là một thuộc tính, người ta gọi thuộc tính này là thuộc tính nguyên tố, tức là không thể tách được thêm nữa. Bố này, mẹ này, đấy là những cái mà thuộc tính. Có nghĩa là từ mã hồ sơ, phụ thuộc hàm này biết được là bố hoặc mẹ, đúng không? Đấy, các em thấy không? Có nghĩa là phụ thuộc hàm tối thiểu thầy giải thích cho các em, nghĩa là mã hồ sơ thì có bố hoặc mẹ hoặc là anh chị em, trình độ vân. Thế thì cái phụ thuộc hàm này người ta gọi là phụ thuộc hàm tối thiểu. B nhỏ, chúng ta ghi cho thầy B nhỏ nhá, là không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định A thuộc F. Sẽ không tồn tại một phụ thuộc hàm tất nhiên là chữ nó hơi xấu một tí, các em thông cảm, mình viết bằng chuột nó khó. Không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định A thuộc F, thuộc cái tập phụ thuộc hàm ấy, mà F cộng bằng
ép bỏ đi cái loại x trừ a, x xác định a, bỏ đi cái loại xác định a mà cả cái này làm cộng. Ý của người ta nói đây là cái phụ thuộc hàm x xác định a là thừa, sẽ là thừa. C nhỏ, ý ở đây là x xác định a là thừa, bởi vì nó chỉ cần cái phần phụ thuộc hàm còn lại, bỏ đi cái phụ thuộc hàm này đi thì nó vẫn đầy đủ. Đấy, nghĩa là vẫn đầy đủ nhé các em nhé, nó không thừa. C là không tồn tại, không tồn tại không tồn tại một phụ thuộc hàm không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc F, không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc F và một tập con và một tập con z của x mà f cộng sẽ bằng f trừ đi cái trừ đi phụ thuộc hàm x xác định a hợp với z xác định a. Đó, tức là bỏ đi hai cái này cộng tức là nó không sẽ không tồn tại một cái phụ thuộc hàm x xác định a như trên mà nó thừa và một tập con của z của x mà z cũng xác định a, thì cái này các em hiểu là tập khóa tập con của cái x ấy, mà nó cũng xác định a thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Như vậy điều kiện B thì đảm bảo cho tập F là không có phụ thuộc hàm nào dư thừa. Điều kiện C thì đảm bảo là không có thuộc tính nào tham gia phía trái của phụ thuộc hàm là dư thừa. Vế phải của phụ thuộc hàm ở điều kiện A chỉ có một thuộc tính. Để đảm bảo chắc chắn là thuộc tính để đảm bảo chắc chắn là không có một thuộc tính nào bên vế phải của chúng ta là dư thừa. Thì bây giờ chúng ta sang một cái định lý mới, chúng ta ghi định lý 3. Định lý 3 ở đây là được phát biểu như sau: mỗi tập không phải là tệp nhá, tập phụ thuộc hàm F đều tương đương với một phụ thuộc hàm F phẩy tối thiểu. Đấy, tức là mỗi tập phụ thuộc hàm F đều tương đương với một phụ thuộc hàm F phẩy tối thiểu. Bây giờ ta đi chứng minh, đi chứng minh nhá. Theo bổ đề 4 phía trước ấy, thì giả sử rằng vế phải nào của phụ thuộc hàm F đều có nhiều hơn một thuộc tính. Bây giờ thầy giả sử nhá. Giả sử là không vế phải nào của phụ thuộc hàm F có nhiều hơn một thuộc tính. Giả sử là không có vế phải nào
của phụ thuộc hàm S không có vế phải nào của phụ thuộc hàm F có nhiều hơn một thuộc tính. Thì có nghĩa là F nó có thể xác định hai thuộc tính, trong đó x này còn chia nhỏ ra được nữa. Các em hiểu chưa? Tức là thầy lấy ví dụ như này, tức là nó sẽ không có cái tồn tại là cái F nào mà bằng x mà xác định y, vế phải là y và y này là có nhiều hơn một thuộc tính đấy. Thì lúc này người ta sẽ xét xét x xác định y thuộc F nếu mà F mà bỏ đi x xác định y cả cái này là cộng, cả cái này là cộng nhá, chuột thầy cứ cóc một phát là nó lại bị hỏng, bằng F cộng thì ta bỏ gì, bỏ F đó, tức là các chúng ta kiểm tra xem có một cái phụ thuộc hàm nào mà có nhiều hơn một thuộc tính thì ta sẽ phải bỏ đi đó. Để thầy ghi cái này vào đã để cho nó đỡ nặng. Ok, để cho nó đỡ nặng nhá. Rồi thế nó mới nhanh được. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào để đã bỏ đi. Đây là định lý thì ta phải bỏ nó đi, đúng không? Bây giờ thì cho ví dụ. Ví dụ, thấy các em thấy không? Khi mà ta ghi vào cái thì lập tức là nó sẽ không bị thế. Cho tập S. Người ta cho ví dụ đơn giản này thôi. Có A xác định B chấm phẩy, A xác định C chấm phẩy, B xác định C chấm phẩy, B xác định A chấm phẩy và C lại xác định A. Đấy. Thì ta sẽ loại bỏ những cái gì? Ta sẽ bỏ đi nhá, các em nhìn lên này, ta sẽ bỏ B xác định A và A xác định C, hoặc bỏ B xác định C. Đấy. Vậy ta nhìn đấy nhá, B xác định A và A lại xác định C, thì bắc cầu thì B xác định C rồi thì nó là đây rồi. Hai cái này thì nó là chung cái này rồi. Đấy. Đúng các em. Mà B xác định C, bỏ B xác định C thì nó sẽ như nào? B xác định ra C thì ở đây chúng ta có B xác định A xác định C rồi thì đương nhiên là A xác định C. Vậy thì cái này nó, nếu mà ta bỏ cái này đi, bỏ B xác định đi C đi, tức là bỏ đi cái này, thì đương nhiên là cái này là B xác định A muốn xác định C để bắc cầu rồi. Đấy. B xác định A
Thì đây bắc cầu là A xác định C. Vậy thì tập còn lại của chúng ta sẽ suy ra F của chúng ta sẽ bằng là A xác định B và B xác định về định A. Đấy, và C xác định A. Thế là ta còn lại cái tập này. Ta bỏ đi về bởi vì bản thân chúng là cũng suy được ra cho nhau. Được không? Đấy, khi ta bỏ đi thì ta vẫn được một cái F cộng tương đương với cái F ban đầu. Cái quá trình mà chúng ta đi tìm ý, thì chúng ta sẽ tìm được bỏ đi như vậy. Bây giờ chúng ta sang ví dụ 2. Thì sang ví dụ 2 nhá. Ví dụ 2 cho tập F. Hai chấm gồm các phụ thuộc hàm sau: AB xác định C, DE, D xác định E, CG xác định D, C xác định A, D xác định G, CE xác định A, BC xác định D, BE xác định C, CE lại xác định G, ABC, ABD thì xin lỗi ABD thì xác định B, và chúng ta có CG xác định B. Đó. Thì áp dụng cái thuật toán ở trên thì các em nhìn thấy cái nào là thừa. Thừa là cái này này. Đó. Thừa là cái đấy. Và có vì cái đấy là ta có thể suy ra là từ vì cái này nhá. Thì ta có thể suy ra là từ C suy ra A CG suy ra B C suy ra A CG suy ra B là dư thừa. Cái này là dư thừa. Vì vì ở đây là CG CG nha suy ra D. Chúng ta nhìn thấy CG suy ra D này. Đấy. Xong đó lại C suy ra A và A CD suy ra B. Vậy suy ra là chúng ta suy ra là cái GC cái CG CG sẽ suy ra B. Và cái do đó ta dễ dàng tính được cái thuộc tính là CG cộng. Đấy. Tính được CG cộng và không còn phụ thuộc hàm nào mà dư thừa nữa. Đây là ta tính được cái bộ CG cộng. Từ đó từ trên thì người ta sẽ loại bỏ những cái việc đó đi vì người ta có thể do là ACD suy ra B thì ta có thể thay người ta có thể thay là CD suy ra B vì C suy ra A. Đấy. Cho nên là lúc đó người ta sẽ nhập vào là thì người ta sẽ được là suy ra B. Cái ví dụ này
cái ví dụ này chẳng qua người ta chốt lại ở cái ý thứ ba của phần định lý thôi. Ý thứ ba của phần định lý mà chúng ta vừa học ấy, tức là ở đây người ta nói là không tồn tại một phụ thuộc hàm nào x thuộc a thuộc f, x suy ra a thuộc f và tập con z của x mà nó tạo thành f cộng, mà ở cái phần trước ấy, phần đây này. Đó. Cái ví dụ này là dễ hiểu nhất, còn ví dụ này thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái gì suy ra cái gì và ta bỏ nó đi để ta còn lại thôi. Thì cái này đơn giản là chúng ta đi đi tìm tìm những cái dư thừa. Và các em nhớ là áp dụng các luật hợp bắc cầu tăng trưởng để chúng ta tìm nó ra nó. Thì cái này bài này thầy cho đáp số và các em tìm nhé. Đáp số ở đây là tập phụ thuộc hàm f của nó tập phụ thuộc hàm f của nó sẽ còn là a b suy ra c, c suy ra a, bc suy ra d, cd suy ra b, de, d thì suy ra e và d suy ra g, be suy ra c và cg suy ra d và cuối cùng là ce suy ra g. Đấy, thì đây là cái bộ rút gọn của cái bộ trên, bộ rút gọn của bộ trên chúng ta sẽ không còn phải là nhiều cái như này. Nếu ta đếm đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn 9 cái mà rút ra từ ta bỏ nó đi thì ta chỉ còn lại từng này. Thì cái này các em sẽ làm bài tập. Chỗ này là thầy gợi ý nhá. Làm bài tập làm cái ví dụ này. Đó, các em làm cái bài tập này cho thầy. Các em nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tách lập đồ quan hệ. Rồi phần này mới là phần chúng ta đi vào và chi tiết. Bây giờ thầy sẽ sang phần tiếp theo của chúng ta bằng cách là thầy xóa cái bài này đi và các bạn chú ý là các bạn ghi vào nhé, tua video và các bạn sẽ ghi vào. Thầy xóa đi để thầy viết mới cho nó thì nhẹ nhẹ máy. Rồi bây giờ thầy đưa lên như này thì chúng ta viết mới. Đây bây giờ mới là vào cốt lõi của chương trình phép tách lực đồ quan hệ. Thì bây giờ người ta cho, bây giờ sang phần mấy nhỏ rồi thầy cũng không nhớ, chúng ta cứ coi như là ở trong cái bài trước thì hình như là bài này là phần 5 thì phải, 5 là phép tách lực đồ quan hệ. Phép tách lực đồ quan hệ thì cho một cái lực đồ quan hệ R bằng A1, A2 là các thuộc tính đúng không? Đến AN. Đấy, các thuộc tính thì thầy đã dạy từ các bài trước rồi.
Việc thay thế lực đồ quan hệ bằng một lực đồ mới. Thay lực đồ quan hệ bằng một lược đồ mới mà tập đó sẽ được thay bằng R1, R2, R3, chấm chấm chấm, RN. Tức là thay cái này chia nhỏ nó ra nhé. Trong đó là các RI sẽ là con của R với mọi i bằng 1 cho đến n. Thì lúc này R của chúng ta sẽ bằng R1 hợp với R2 hợp với R3 chấm 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 hợp với RN. Đấy. Phép tách này chủ yếu là loại bỏ đi những cái dữ liệu dị thường mà bất thường như là ở đầu chương. Ví dụ, thầy lấy ví dụ cho quan hệ S, trong đó gồm có S name. S name là tên nhé, address, viết tắt như thế, product, file, giá cả. Thế giả sử ta có phụ thuộc hàm, giả sử ta có phụ thuộc hàm, phụ thuộc hàm là S name, xác định địa chỉ, à có tên thì xác định được địa chỉ này, địa chỉ và S name. Rồi tiếp theo là chúng ta có sản phẩm thì xác định giá, đúng không? Thế thì ta sẽ thay ở đây là S name nhé, thì xác định address này và ở đây cùng với cả cả S name nữa. Đây thì phẩy đây nhé. Hai cái này thì xác định cái này, một cái này thì xác định cái này. Vậy thì người ta tách được là S một cái bảng, S name và address là một cái. Đây thầy gọi là S1. S2 thì tách ra được một cái là S name và giá cả và sản phẩm, sản phẩm đơn giản. Thế thì lúc này chúng ta thấy là hai cái bảng tách này, chúng ta thấy là một nhà cung cấp thì xác định được địa chỉ, mỗi nhà cung cấp có một địa chỉ, và ở bảng 2 là mỗi nhà cung cấp có một sản phẩm, có một giá. Bởi vì nếu ta để gộp ý, thì mỗi một lần ta ghi giá cả ta lại phải ghi địa chỉ vào đây. Đấy. Thì nó sẽ khó cho việc là cập nhật dữ liệu và thêm dữ liệu. Cái vấn đề ở đây là đặt ra là hai cái phép tách này có thỏa mãn không? Chúng ta sẽ thấy nó thỏa mãn không? Thế thì lúc đó người ta sẽ thành lập một cái quan hệ mới S của chúng ta ở trên hai bộ. S lúc này sẽ được tách ra thành là bộ RS1 và R, mỗi quan hệ R trên S2 là quan hệ R này của S lớn này bằng hai cái này, bằng hai cái này. Và lúc đó chúng ta sẽ thành lập kết nối giữa hình chiếu S1 và S2, thì chúng ta sẽ có RS của chúng ta sẽ bằng R của cái S1 nối với R của S2. Đó.
đây là một phép kết nối tự nhiên giữa hai bảng. Thì phép kết nối này người ta sẽ đặt ra câu hỏi nghiên cứu điều kiện để cho kết quả phép kết nối tự nhiên nêu trên là duy nhất và bằng với quan hệ ban đầu, thì cần nhất thiết thì đưa thêm một số cái khái niệm về kết nối không mất mát thông tin, thì chúng ta sẽ xem sang đến phần B nhỏ hay là phần phần 5 ở đây, thì sang phần 6 là phép kết nối không mất mát thông tin. Tức là ta phải làm sao đảm bảo là nó sẽ thì thông tin được đầy đủ, đúng không các em, không bị mất. Thế thì phép kết nối như sau, các em ghi cho thầy: nếu R là một lược đồ quan hệ và được tách thành các lược đồ con, đó là các lược đồ R1, R2, phẩy phẩy, Rn, và lúc này thì gọi D là tập các phụ thuộc hàm. D là tập các phụ thuộc hàm, hay nói cách khác là phép kết nối thông tin đối với D trên mỗi quan hệ trên R đều thỏa D. Tức là phép kết nối này thì mỗi một quan hệ R trên R lớn đều thỏa D, thì lúc đó ta sẽ R bằng, các em sẽ bằng phép, đây gọi là phép chiếu nha, gọi là pi R1 đấy trên một cái R ban đầu, đây là gọi là hình chiếu của R, tiếp tục với pi trên R2 của R, nối như thế chấm chấm nối đến pi của Rn, trong đó chúng ta sẽ có R đây. Đây là phép chiếu nhé. Chiếu là gì? Chiếu là chiếu trên các thuộc tính để cho nó gì, nó cắt bớt đi, các em hiểu chưa? Thì đây người ta gọi là một phép chiếu, và tập cái lược đồ R bằng R1 phẩy 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 Rn này được thay thế, sẽ được thay thế cho cái lược đồ gốc. R đấy được thay thế cho cái lực đồ gốc R, và thầy gọi M rho, cái này chúng ta gọi là rho, à pi nhé, rho thôi, nó là rho, là ánh xạ nhờ cái gì, là nhờ một cái vấn đề phép kết nối, đó là rho, chúng ta sẽ ghi ra là cho thầy là M rho này của R sẽ bằng thầy gọi cái này là K nhé, và phép này trên cái đây nghĩa là Y bằng 1, đây cái này gọi N, Y bằng 1 cho đến N của các phép chiếu RI
R. Có nghĩa là thay vì là viết như này, người ta viết như này. Đó, cái chữ như này. Thì lúc đó cái phép toán này người ta gọi là phép kết nối của các phép chiếu R. M rho gọi là phép kết nối của gọi là phép kết nối của các phép chiếu của các phép chiếu trên R. Đấy, của các lược đồ, bởi vì là phép phép chiếu của nó trên các lược đồ con, lược đồ con là chúng ta tách ra, chúng ta tách nhỏ ra thì gọi là lược đồ con, thì được thỏa nó phải là không mất mát thông tin, không mất mát cái việc học toán này nó cũng hơi khó so với các bạn một chút, nhưng mà thầy giải thích dễ dàng. Các phép chiếu là gì? Ví dụ như là bây giờ thầy có một cái bảng S như này, số thứ tự, tên, tuổi, lương, rồi phụ cấp. Thế thì lúc đó ta chiếu ta sẽ được là một cái R1 là bằng số thứ tự, tên, rồi một cái nữa là R2 thì sẽ bằng là tên, à bằng có thể là bằng tuổi, lương, phụ cấp. Đấy, thì đây người ta gọi là các phép chiếu, người ta tách nó ra. Nhưng mà trong cái ví dụ này thì người ta có thể bổ sung cái này thêm có số thứ tự nữa. Đấy, nó tách ra như thế và kết nối lại thì nó sẽ được cái gì? Thì ở đây là thầy tách, thầy lấy ví dụ trên là tách ra là hai cái này, tách được hai cái này. Các em hiểu chưa? Đấy. Thế thì phép tách và kết nối như thế thì cho phép chúng ta là cho phép chúng ta là khi nối lại nó lại đầy đủ, nối lại nó lại đầy đủ và nó sẽ bị không mất các thông tin ở trên. Bây giờ chúng ta sang một cái ví dụ. Chúng ta xem một cái bảng ví dụ của tách kết nối không mất mát thông tin nhé. Bây giờ thầy sẽ nghĩ ra một cái ví dụ để nó phù hợp với cái này. Thầy xóa này đi. Thầy sang ví dụ. Ví dụ ở đây có cái bảng gồm có tên, phẩy, địa chỉ. Phẩy, sản phẩm. Phẩy, giá, đơn giá. Thì ở đây người ta sẽ tách được thành hai bảng. Đó là S1. Hai cái quan hệ S1 là tên, địa chỉ. Và một bảng nữa, S2, tên, phẩy, sản phẩm, giá. Đấy, thì với các phụ thuộc hàm như sau, chúng ta thấy là tên thì nó sẽ xác định là địa chỉ, tên của nhà cung cấp thì sẽ có địa chỉ, còn bên này là tên nhà cung cấp và sản phẩm thì nó sẽ xác định giá. Thì lấy ví dụ nhé, tên ở đây
có thể là một công ty nào đó, một tên công ty thì sẽ có địa chỉ duy nhất, đúng không? Còn tên sản phẩm ở đây cũng tên công ty và kèm theo sản phẩm thì xác định giá. Nhưng mà nếu công ty khác thì lại phải tên khác cộng với sản phẩm như thế, nhưng mà người ta lại cho một giá khác vì mẫu mã nó khác đấy, ở lại giá khác. Các em hiểu chưa? Có nghĩa là sản phẩm này, nhưng mà cái sản phẩm này cùng loại, nhưng mà cùng loại lại khác mẫu mã thì giá nó phải khác đấy. Giá thuốc, giá viết cũng vậy đấy. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải tách nó ra trong quá trình thiết kế. Và chúng ta sẽ học sang bài tiếp theo là phần chuẩn hóa các lược đồ quan hệ. Chuẩn hóa các lược đồ quan hệ thì bài này thầy tạm dừng đến đây để cho chúng ta hình dung ra được. Bài sau thì thầy sẽ tiếp tục, thầy nói tiếp để cho chúng ta có thể thiết kế được các cơ sở dữ liệu một cách đúng đắn, làm cho cái người mà làm sản phẩm như là trang web hoặc là một ứng dụng hoặc là một cái gì đó mà liên quan đến đến sản xuất về kinh tế, lưu trữ thông tin vân vân, thì các em có thể tách ra được để các em quản lý. Thầy thân ái chào các em tại đây, chúc các em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.